盖跟勾井盖儿用。井盖儿盖儿跟勾。Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Quang đây. Hôm nay lại là một ngày nghỉ, nhưng không vì thế mà tụi mình lại ở nhà. Ngược lại mà tụi mình còn bận rộn hơn cả ngày đi làm nữa. Buổi sáng tụi mình phải dậy sớm để Thảo đi làm tóc. Mình cũng không biết làm tóc nữa hàng như thế nào nữa, nên cũng ham hố đi xem thử. Ở Việt Nam mấy chỗ cắt tóc sang như thế này thì mình sẽ không bao giờ vào luôn. Trang thiết bị hiện đại không có gì để chê. Nhìn nó xoay xoay qua lại trông nó hay hay thế nào đó. Và sau 4 tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đã xong cái đầu. Nhìn cũng xinh phết chứ. Làm tóc xong thì tụi mình đi đến nhà bà chủ quán của Thảo. Nơi bà ở là một chung cư ở khu vực nổi tiếng món canh đậu hũ truyền thống. Hôm nay Thảo sẽ giúp bà làm món kim chi truyền thống. Trái với dự đoán thì hôm nay có rất nhiều người đến dự, đó là những người thân ở trong nhà. Không khí rất giống ở Việt Nam. Mọi người cùng nhau dùng bữa với nhau và sau đó cùng nhau làm món kim chi truyền thống. Nơi bà chủ ở là một chung cư phổ thông. Thú thật đây là lần đầu tiên mình được thấy cảnh sinh hoạt và hội họp của một gia đình người Hàn. Vì là du học sinh nên ít khi nào mình có được cơ hội được nhìn thấy những điều như thế này, vì thế mình khá là bất ngờ. Tất cả mọi thứ không khác gì ở quê hương, chỉ khác mỗi ngôn ngữ mà thôi. Ở đây là một cái vòng tròn khổng lồ có chứa rất nhiều nguyên vật liệu. Đây là món bình tế tóc làm bằng đậu xay, thịt heo, giá đỗ và nước cốt. Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức món này. Bánh vừa giòn và có vị mặn rất là hấp dẫn. Bảo đảm ăn một lần là ghiền đó. Mình thấy người ta cắt bánh là đã thèm nhập tiệc lắm rồi. Người Hàn ngoài soju ra thì bubunja cũng là một loại rượu được ưa thích. Đây là một loại rượu làm từ cây dâu tây, vị của nó rất thơm. Ở đây có một nồi lẩu trông không khác gì đang ở Việt Nam. Đây là Sera cuốn gương của ông bà chủ, dễ thương quá trời luôn. Còn kế bên là một bé chó tên gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng có vẻ đậm thắm hơn. Tiết mục làm kim chi của hội chị em đã bắt đầu từ lúc nào thì mình không biết. Vừa quay qua quay lại thì đã gần nửa chặng đường. Đây được gọi là kim chang. Đây là một thuật ngữ dùng để nói về việc làm kim chi vào thời điểm cuối thu và đầu đông. Nguyên vật liệu chính là bắp cải, củ cải hoặc các loại rau khác. Từ xa xưa nó đã được gọi là thực phẩm tốt nhất vào mùa đông. Có rất nhiều loại kim chang và loại mình đang xem có tên tiếng Hàn là thuần bechu kim chi. Đây là loại phổ biến nhất, được làm bằng cách cho nhân vào giữa lá bắp cải. Đông người quá nên tụi mình cũng ngại, chỉ mới ăn có mấy miếng thôi nên hai đứa vẫn còn đói. Đã đến đây mà không thưởng thức món sundubu thì coi như chưa biết gì về khả năng. Cuối cùng thì cũng tìm được một quán sundubu, không biết có ngon không nhưng bề ngoài như vậy thì mình cũng ưng cái bụng lắm. Vốn dĩ mình rất thích mấy cái quán truyền thống nhỏ nhắn như thế này. Bước vào quán là một không gian rất ấm cúng, hình như nhân viên là người nước ngoài thì phải. Du học cả 5 năm nhưng thú thật mình rất mệt mỏi mỗi khi phải ngồi cái kiểu này. Banh chan đã ra rồi đây. Ngoài các loại banh chan cơ bản ra thì mình phát hiện loại banh chan cực kỳ đặc biệt. Đó là hummo huemuchim, tức là gỏi cá đuối sống. Do đã được trộn với nhiều gia vị vì thế mình không còn cảm nhận được thấy vị tanh. Nó có vị chua cay nồng, càng ăn càng ghiền. Mấy cái huemuchim này mình cực kỳ mê luôn. Tụi mình gọi hai phần lẩu đậu hũ với giá là 20.000 won, tầm 400.000 Việt Nam đồng. Thảo vốn dĩ không thích món này lắm nhưng cũng tấm tắc khen ngon. Trời lạnh mà húp sùm sụp nồi lẩu, ta nói nó đã gì đâu á. Còn sống cho nó hơi dai. Cái này mà ăn vào những cái tiết trời lạnh như thế này á là hết sảy.
Ăn xong thì tụi mình ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm rồi về. Kế bên là cái nhà thờ, nhìn nó cứ rợn rợn thế nào ấy, trông cứ như bộ phim ám ảnh kinh hoàng. Mặc dù là buổi chiều nhưng cây lá xác xơ làm không khí trở nên âm u hơn. Khu này đón xe buýt hoặc taxi khó hơn cả lên trời nữa. Những dãy Sonamu hay còn gọi là cây thông trải dài đến vô tận. Đi một hồi mới tìm được một chiếc taxi, mừng rơi cả nước mắt. Một buổi chiều của những ngày gần cuối tháng 12 trôi qua với mình thật yên bình. Ngồi trên chiếc taxi và ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Thành phố mình sống có thể không nhộn nhịp như Seoul, nhưng nó lại mang một vẻ đẹp vô cùng yên bình của một vùng quê. Mình nhẹ nhàng cảm nhận hương vị se lạnh của những ngày đông và ước có thể trở về với gia đình để cùng nhau sum vầy vào đêm giao thừa. Thế nhưng năm nay dịch bệnh đã không cho phép mọi người có thể trở về quê ăn Tết. Thôi thì cuộc sống của những đứa con xa xứ mà, tự thích nghi và cùng nhau cố gắng vượt qua thôi. Và đến đây là kết thúc vlog của mình rồi. Nếu các bạn thích hãy nhấn like và nhấn nút subscribe phía bên dưới để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog khác.